Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 10 giờ 15 phút. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2023. Xin thưa với lại các thượng đế, đây là chiếc đài Sony có model CFS-B5SC-MK2. Chiếc đài này hôm qua đã giới thiệu soi nội thất rồi. Tình trạng hoạt động sau khi cho ăn điện 220V về phần radio thì băng sóng FM là trần văn nét, âm thanh trong veo. Phần băng AM thì có một sóng trần văn nét, phần băng cassette trần văn chuẩn. Nội thất thì đã soi rồi. Thóc thì trần văn thấp, một mức thóc rẻ nhất quả đất, đó là 450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển trước khi lắp vào. Trân trọng mời mọi người soi lại một lần nữa. Xi mạ chỗ này vẫn còn sáng loáng. Lưới này thì đã sơn lại rồi, lưới này đã sơn lại rồi nên rất chi là bóng và đẹp. Chỗ này nó bị hơi bẹp một tí đây này. Đây. Đấy, cái lưới. Bên đây thì không việc gì cả, bên đây thì không có bẹp vùng gì cả. Đây. À đây đây. Đây. Một cái tí như cái nốt ruồi đây. Đấy, như cái nốt ruồi son này. Loa thì vàng này, xương loa rất chi là vàng mỹ loa, đã ký tên vào đây rồi này, dây dở đi đúng như nhà sản xuất đi này, mới như thế này, like new, rất chi là mới. Còn đây là nội thất bên trong. Đây là khu vực nguồn. Đây là bộ cơ. Đã thay dây cura bánh tì, đã cân chỉnh rồi. Đây là phần radio. Đã ký tên vào đây rồi. Âm thanh trong veo. Trong quá trình dò sóng thì dễ dò sóng. Thóc thì lại có 450.000 đồng đây. Một mức thóc rẻ nhất của đất. Nắp pin vẫn còn nhưng mà chưa lắp vào, tại vì phải là chỗ này nó có con ốc. Chân nâng đèn chỗ này nó bị vỡ mất một tí nhựa đây. Đây. Đấy. Vẫn chắc chắn lắm nha. Thôi thì đã mời mọi người soi lại một lần nữa. Bây giờ dừng video đây để lắp vào để test thôi. Thân ái chào tạm biệt.